Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách dùng các phương thức như là post, get, book, delete ở trong team lead thì như thế nào. Thì chúng ta đi đến phần đầu tiên là phần khái niệm. Thì về phương thức post và get thì hai phương thức này là đã quá quen thuộc với mọi người. Thì cái này, hai phương thức này mình hay sử dụng ở HTML. Thì trước đây mình sử dụng để gửi thông tin. Tức là phần get mình sẽ gửi thông tin đến cho server và post cũng vậy. Thì phần get thì có hiện thông tin trên URL nhưng post thì không. Đó thì hai cái dùng để gửi thông tin hết. Nhưng ở bên Hiplist thì đã phân định ra như thế này. Bot á, thì cũng là mình gửi thông tin tới server. Nhưng mà bây giờ là bot gửi thông tin và nó sẽ đăng ký thông tin vào trong server. Còn get thì dùng để cũng để gửi thông tin. Nhưng mà gửi thông tin ở đây là những thông tin mà request bên server để cần lấy ra những thông tin chi tiết hơn nữa. Đó, bằng bot và bằng get. Còn hai phương thức tiếp theo là book. Book thì chúng ta dùng để là ghi đề tất cả thông tin của đối tượng, tức là update thông tin của đối tượng với những gì đã được gửi lên. Còn delete tức là chúng ta sẽ xóa tài nghi trên server. Đó, thì bốn cái phương thức này thì nó tương ứng với bốn cái lệnh chúng ta thường dùng, đó là CRUD. Thì post thì tương ứng với việc là thêm mới là create, get tương ứng với trích tức là sẽ lấy thông tin, đọc thông tin ra, tức là tương ứng với update tức là cập nhật thông tin vào trong server, và cuối cùng là delete cũng tương ứng với delete luôn tức là xóa thông tin trên server. Đó. À, để hiểu rõ hơn về các phương thức là post, get, book và delete á, thì chúng ta đi đến với phần tiếp theo là phần ví dụ. Thì phần ví dụ này thì mình có một bài toán đơn giản, đó là thêm sửa xóa học viên. Đó. Và lấy ra thông tin của học viên, tức là lấy ra danh sách của các học viên đó luôn. Rồi. Chúng ta cùng đi qua phần code. Đó. Phần code ở đây á, mình tạo một cái project Spring Boot đơn giản. Đó tức là cùng có bốn phần là lấy ra thông tin của học viên. Là lấy là nghiên cả danh sách luôn đó. Rồi, thêm thông tin học viên. Cập nhật thông tin học viên. Và cuối cùng là xóa thông tin học viên. Thì ở cái phần này là mọi người lưu ý này. Ở cái phần mà lấy thông tin học viên á thì mình sử dụng là phương thức get mapping. Đó, phần này phương thức get này, học mọi người có thể dùng cú pháp khác là request mapping. Nhưng với phương thức ở đây là request method get. Đó. Rồi. Thì ở create á, create thì cái phần mà đăng ký học viên á thì ở đây mình sử dụng là post mapping. Đó, như lúc trước luôn, như đã quy ước ở bên cái phần trước rồi. Thì create mình sẽ dùng là post mapping. Đó. Rồi. Và phần cập nhật thông tin học viên á mình sử dụng ở đây là book mapping. Đó là phương thức book. Và cuối cùng là delete thì mình sẽ sử dụng là delete mapping. Đó hay là phương thức delete đó. Đó thì ở đây mình phải sử dụng đúng đúng những cái phương thức. Đó. Rồi thì tương ứng với lại mỗi cái phần phương thức này á mình sẽ tạo những trang HTML tương ứng cho nó. Thì đầu tiên đó là cái phần phần danh sách học viên. Danh sách học viên á. Đó, thì chỉ cái phần này á thì bên bên controller á nó gửi qua thông tin rồi thì bên này chỉ sau lên thôi. Đó. Chứ phần này ở bên HTML cũng chưa có gì đặc biệt hết. Rồi, ở phần create á thì đây á là phần đăng ký học viên. Thì mình sẽ sử dụng phương thức là post. Đó, TH method post tức là sử dụng cái method ở trong team lead là dạng post. Đó. Phần update học viên á hay là cập nhật thông tin học viên á, mình sử dụng phương thức ở đây là book. Đó. Và team lead book. Và cuối cùng mới là phần xóa thông tin học viên, mình sử dụng là phương thức của team lead luôn là delete. Đó. Thì mọi người chú ý ở đây này, tức là cái phần mà get á với lại phần post á. Đó. Thì hai phần này á là hai phương thức cơ bản ở trong HTML rồi. Đó, thì hai cái này là bình thường rồi. Nhưng ở đây có điểm cái đặc biệt á là phần book này với lại phần delete này thì hai cái này á thì nó có chỉ có ở trong team lead thôi. Đó. Thì để được cái project mà nó hiểu được á thì chúng ta phải cài đặt thêm một cái lệnh này này vào trong file application property này là Spring MVC là hidden method filter enable bằng true. Đó, thì mình mở cái lệnh này lên nhá thì mình mới sử dụng được hai cái phương thức này. Đó. Hai phương thức này. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thực hiện chạy chương trình luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào luôn cái phần đó.
cái trang chủ của mình sẽ là cái phần danh sách học viên. Đây là phương thức get được kích hoạt này, nó sẽ lấy được thông tin của học viên. Tiếp theo mình đăng ký thử một học viên thử. Học viên là mình đặt là gì, rồi Steven trai chẳng hạn đó, rồi ngày tháng năm sinh mình cho là gì, 28/02 đó, 1999, được chưa? Rồi mình thử đăng ký. Thì lúc này khi mình nhấn đăng ký á, thì phương thức gì hoạt động, tức là phương thức bot sẽ hoạt động. Đây mình cùng xem lại code một chút này, đó đăng ký này, đó là phương thức bot sẽ hoạt động này. Đó. Rồi. Đó thì thông tin học viên này thêm thành công này, đó có một dòng tin nhắn này, Steven trai đây. Rồi. Và mình thử update này. Đó, update. Bây giờ Steven trai mình sửa thành là Steven Hou. Được chưa? Update lại thông tin và sinh năm 1998. Đó. Khi mình click phần update này thì phương thức bookmapping sẽ hoạt động. Đó, tức là phương thức book, được chưa? Nó sẽ hoạt động và nó sẽ cập nhật tất cả thông tin học viên vào trong cái server chúng ta. Rồi. Đó. Update info thành công, Steven Hou, năm 1998. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thực hiện phương thức xóa. Xóa. Đó. Ở đây xóa thì phương thức gì sẽ hoạt động? Đó là phương thức delete mapping. Delete mapping. Đó. Delete mapping sẽ hoạt động đây. Ta thử xóa thử Steven Hou này. Xóa. Đó. Thì thông tin đã được xóa thành công. Đó. Chính là phần mà phân biệt được bot, get, book và delete. Đó.